Bước sang đoạn số 4. Ở đoạn số 4 này mình hướng dẫn cho các bạn tiếp tục phần chiết chiết nách vai sau của cả thân tấm lưng chính. Đây các bạn nhìn thấy. Thì từ đây chúng ta sẽ bắt đầu vào móc cái phần chiết, nó tương tự như cái phần vai phải và vai trái. Nhưng ở đây nó khác một chút là ở góc quấy, kết thúc hàng nó hơi khác, thì mình hướng dẫn cho các bạn thêm. Thì các bạn nhìn thấy cái đánh dấu nó tại đây, các bạn cách cho mình là đây, bám vào đây nhá. Nếu như ở đây đây, đây là cái đánh dấu, các bạn nhìn thấy đánh dấu đấy nhá. Các bạn bỏ qua một mũi này sang mũi bên cạnh, cách một mũi này ra nhá, sang mũi bên cạnh này. Các bạn sẽ nối len vào, móc một mũi đơn này, giấu len ở bên dưới nhé, móc hai mũi đơn. Sau đó các bạn sẽ chiết cho mình đây, thu hai về một giống như chúng ta đã móc, du hai móc qua về một này. Tiếp tục các bạn sẽ móc cho mình một mũi này, cách một chân này ra, sang chân kế tiếp, 1 2, và chúng ta lại ngoằng xuống. Thì đó là cái cụm họa tiết chúng ta đã móc ở các phần trước. Đó. Tiếp tục một mũi móc kép cứ như vậy. Đây các bạn nhìn thấy, cứ như vậy các bạn sẽ móc cho mình đến cái điểm đánh dấu này, chừa cho mình như sau, cách 1 này, 2 3, chừa cho mình 1, 2, 3, 4, 5, 6 nhé, 6 chân. Các bạn móc cho mình đến cuối hàng. Khi đến cuối hàng thì các bạn nhìn thấy số mũi của mình nó ra như sau. Thì có các bạn tự lựa để sao cho cái phần số mũi chúng ta sẽ tương ứng giống ban đầu chúng ta đã móc ở đây. Thì ở đây của mình đang là 1 này, 2 này. Sau đó chúng ta sẽ thu, nó sẽ đối xứng với bên kia. Thu 2 về 1. Sau đó chúng ta sẽ móc một mũi móc đơn này, móc hai này. Vừa rồi chúng ta đã cách một này, sau lại đến cái đánh dấu như lúc ban đầu chúng ta đã làm. Kết thúc hàng đầu tiên, các bạn lên cao một xích. Chúng ta sẽ trượt kết thúc hàng đầu tiên của cái phần chiết vai đằng sau lưng hàng số 1. Các bạn lật trở lại, nối trượt mũi đầu tiên này, nối trượt sang đỉnh đầu của hai, thu về 1. Sau đó các bạn lên cao 1 2 3 xích, thu 2 về 1. Đây đang là hàng số 2. Tiếp tục các bạn sẽ móc cho mình mỗi chân một mũi móc kép cho đến cuối hàng. Đấy, các bạn bỏ chừa cho mình hai chân nhé. Hai chân ở cuối hàng để chúng ta thu. Đi đến cuối hàng thì các bạn nhìn thấy cái phần mà mình bảo bỏ chừa hai mũi đây. Các bạn móc vào thu hai về một. Móc vào miếng ngoài cùng này một mũi. Để chúng ta kết thúc hàng số 2. Sang hàng số 3 nâng cao 3 xích này. Lại trở lại. Lại thu 2 về 1 tiếp. Ở ngay chân kế bên bên cạnh. Thu 2 về 1 này. Đó. Tiếp tục móc 1. Cách một chân ra móc thành chân tiếp. 1. Sau đó các bạn lại ngoằng xuống dưới giống như các họa tiết chúng ta đã móc. Và các bạn cũng móc cho mình đến cuối hàng để dành cho mình 3 mũi nhé. Đấy, vậy đây là hàng số 3. Đi đến cuối hàng thì các bạn nhìn thấy mình vừa nói các bạn để chừa cho mình 3 mũi, 1, 2 và 3. Thu 2 về 1 này coi đó là một mũi. Và chúng ta lại chiết. Đấy, chiết vào đỉnh đầu của nó. Rút 2, còn 3 các bạn rút hết. Tiếp tục móc vào miếp ngoài cùng bên ngoài một mũi móc ghép.
Kết thúc hàng số 3 phần chiết, chúng ta lên cao 3 xích, lật trở lại. Chúng ta sẽ chiết 4 hàng giống như chúng ta vừa chiết vai các hai bên, có nghĩa là hai vai bên đằng trước ấy, chúng ta chỉ chiết 4 hàng thôi. Đây, hay các bạn sẽ chiết cho mình ngay chân kế bên này. Đang là hàng số 4. Sau đó thứ tự các bạn móc cho mình mỗi chân một mũi móc kép cho đến cuối hàng, cũng chừa cho mình 3 chân để mình hướng dẫn cho các bạn cái phần mũi chiết cuối cùng của phần sau lưng nhé. Thì các bạn nhìn thấy cái hình của chúng ta nách nó đã cong này rồi đây rồi nhé. Đi đến cuối hàng thì các bạn nhìn thấy vẫn như các hàng dưới, chúng ta có 1, 2, 3 mũi, các bạn thu 2 về 1 cho mình và móc vào mép ngoài cùng bên trái này một mũi móc. Như vậy đó là cái phần chiết chiết phần sau lưng, đủ được 4 hàng 1, 2, 3 và 4 giống đối xứng với bên đây chúng ta đã chiết 1, 2, 3 và 4 nhé. Như vậy chúng ta vừa kết thúc xong cái phần chiết sau lưng vai sau lưng thân áo. Từ đây thì các bạn chỉ việc móc thẳng lên giống như chúng ta đã móc ở cái phần sau phần phần thân trước rồi ạ. Thì từ đây các bạn ướm cho mình như sau. Đây, ướm vào. Các bạn nhìn thấy đấy. Cái khoang của chúng ta đây, cái nách của chúng ta nó đã vành vòng rồi, giờ chúng ta sẽ móc thẳng lên. Thì cách móc thẳng lên thì các bạn có mũi nào các bạn sẽ móc thẳng mũi đó. Đầu tiên thì các bạn sẽ móc cho mình là lên cao 3 xích, 1, 2, 3 và thứ tự mỗi chân một mũi như chúng ta đã móc các sản phẩm các cái phần chi tiết ở các đoạn trước ấy. Một này, một chân này ra móc sang chân bên này. Sau đó các bạn luồn này cho mình. Cứ như vậy cho đến cuối hàng. Thì các bạn nhớ chú ý cho mình rằng ở đây chúng ta vừa chiết được 4 hàng, đang sang hàng số 5 là chúng ta móc thẳng. Thế và chúng ta sẽ đếm ở cái phần vai trước chúng ta đã móc thì nó có 16 hàng. 16 hàng. Thì ở cái phần sau này thì các bạn sẽ móc cho mình là đang là hàng số 5. Các bạn sẽ móc cho mình 14 hàng. Ở đây đang được 5 hàng. Các bạn móc 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Như vậy các bạn móc cho mình thêm 9 hàng nữa. Sau đó mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc cái phần quay ở đằng sau này, để chúng ta sẽ ráp vào cái phần quay bên phần trước. Thì như vậy là các bạn móc thẳng lên cho mình cứ một hàng đây này, hàng họa tiết này, sau lại hàng một một hàng mũi kép đó. Như vậy là chúng ta sẽ móc thêm 9 hàng nữa, móc thẳng lên nhé. Thì cách móc sẽ tương tự thẳng lên, nhớ ở mép ngoài cùng sẽ là móc vào điểm lên cao 3 xích của hàng dưới, kết thúc sẽ là lên cao 3 xích và móc cứ một hàng họa tiết này và một hàng mũi móc kép. Thì hẹn gặp lại các bạn ở hàng số 14 nhé. Các bạn móc hết hàng số 14 thì chúng ta lại tiếp tục móc tiếp. Từ đây mình móc được 14 hàng. Đây các bạn nhìn thấy thì chúng ta sẽ là nó sẽ hoành ra cái mặt bên trái này. Thì kết thúc các bạn sẽ lên cao cho mình 1, 2, 3 xích này. Các bạn lật trở lại cho mình. Và từ đây chúng ta móc hàng số 15. Móc hàng 15 thì các bạn móc cho mình là một mũi này. Kích một chân này ra, vẫn vào họa tiết đó. Nhuồn xuống dưới. Cái chân ra. Đây các bạn nhìn thấy đây, chúng ta đã móc đến điểm này. Cách một chân ra móc vào điểm này. Luồn xuống dưới này. Ừ.
móc một mũi vào đây. Chúng ta phải đếm làm sao cho cái số mũi nó bằng vai trước này, này là 15 mũi. Và đây chúng ta cũng đếm 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. 15 mũi nó là điểm này. Các bạn móc cho mình vào điểm đó. Đây, chính nó điểm này. Như vậy chúng ta đã đủ được 15 mũi. Đủ được 15 mũi thì các bạn móc cho mình lên cao một xích này, lật trở lại. Thì từ cái chỗ này thì các bạn lại nhớ đến cái phần mà chúng ta đã móc mà để cho cái vạt, cái cho bờ vai ấy, nó dốc. Dốc thì các bạn kéo cho mình 3 xích này. Móc vào chân này. 1 2 3 4 5. Sau đó móc 2 mũi nửa kép. 1 2. Rồi thứ tự mỗi chân 1 mũi móc đơn cho đến cuối hàng thì chúng ta kết thúc cái phần móc cái phần vai đằng sau, một bên vai đằng sau. Đây các bạn nhìn thấy nó chéo dốc ra như thế này. Như vậy chúng ta đã móc xong một bên. Kết thúc thì các bạn lấy kéo cắt len thì chúng ta chuyển sang vai bên kia. Như vậy chúng ta đã đủ được 16 hàng. Vừa rồi là móc được 14 hàng đến điểm này, 15 và 16. Tiếp đến sang điểm bên đây thì các bạn cũng đếm cho mình 15 mũi. 15 mũi mà từ đây vào. Đây các bạn đếm nhé. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Bắt kim tại đây, điểm tại đây. Và chúng ta móc lên cao 3 xích. 1, 2, 3. Giấu cái len này ở phía dưới. Đếm. Móc một chân ra. Đây là chúng ta đang móc cái vai để giáp vào cái phần hai vai bên trước. Chúng ta đã móc rồi. Đây chúng ta đang móc hàng số 15. Như vậy chúng ta vừa móc xong hàng số 15. Kết thúc các bạn lên cao 1 xích này. Lên trở lại này. Chúng ta lại tạo cái điểm dốc của bờ vai. Dốc của vai của chúng ta thì nó ở mép ngoài này. Thì các bạn sẽ đếm bên kia có bao nhiêu mũi đơn thì bên này có bấy nhiêu mũi. Như đây chúng ta có 2, 4, 6, 7 mũi. Cả là, đó là mũi cả, tính cả mũi lên cao 1 xích. Nó phải đối xứng với bên kia. Đây đang được 1 rồi nhá. Bạn móc 2 này, 3 này, 4 này, 5, 6, 7 này. Sau đó 2 mũi nửa kép, 1, 2. Tiếp tục mũi kép, 1, 2, 3, 4. Như vậy đã đủ 5 mũi móc kép. Và móc vào điểm lên cao 3 xích của hàng cuối cùng. Như kiểu chúng ta đã lên cao 3 xích ấy. Như vậy chúng ta đã móc đủ 16 hàng của cả hai bên bờ vai. Đây các bạn nhìn thấy ra cái phần của vai cổ áo đây. Thì các bạn lấy len, lấy kéo cắt len để chúng ta vào phần giáp. Các bạn lấy tay thít cái lỗ này vào. Và từ đây các bạn sẽ chuẩn bị cho mình cái kim khâu len. Không nên thì các bạn cần phải móc cho mình, có nghĩa là sẽ
xác định thân áo. Đây, các bạn gập vào, gập hai bên. Đây, xác định cái phần vai này. Đây, thì chúng ta ráp vào. Thì trước có đủ 15 mũi, sau cũng như vậy, chúng ta đã tạo mũi rồi. Thì từ đây các bạn sẽ cho làm cho mình như sau. Lấy kim khâu len này, để cái phần thừa dài mà đoạn đầu mình đã nói các bạn là để chừa dài ra. Có rất nhiều kích giáp, bạn nào không có kim khâu len các bạn dùng cái kim móc, thì các bạn ốp hai mặt phải vào với nhau để chúng ta móc. Đây, các bạn đặt kia như thế này, tay này kim này, xiên sang, xiên sang mép ngoài này, sao cho cái điểm này nó thật chắc vì nó là ở phần mép. Tiếp theo các bạn sẽ lấy cho mình hai cái sợi này, hai cái sợi bên trong này này. Sau này đặt ra thì nó thành hình như thế này. Đây các bạn nhìn thấy. Tiếp theo các bạn lại làm tương tự cho mình. Cơ này đối xứng hai bên. Nhìn thấy cái vai của chúng ta ráp xong nó thành hình như vậy. Đây, đến mép ngoài cùng các bạn móc đấu ạ, xiên đấu sang đối xứng, xiên đi xiên lại điểm này nhiều lần để cho nó chắc. Xong phần giáp vai đây, các bạn nhìn thấy điểm của chúng ta giáp đây. Cuối cùng thì các bạn sẽ giấu cái len này bên trong, giấu len tất cả các phần đầu thừa len mà chúng ta vừa móc ở các bên, các bạn cũng giấu vào bên mặt trái như thế này cho mình nhé. Cuối cùng các bạn này kéo cắt len để chúng ta kết thúc phần giáp. Bên còn lại các bạn sẽ làm cho mình tương tự như vậy. Đây các bạn làm cho mình bên vai, còn bên vai kia. Đây, bên vai này các bạn cũng chập cho mình như vậy và lấy kim khâu lên. Các bạn ráp từ bên đây sang đây, sau đó giấu lên ở bên dưới để chúng ta kết thúc cái phần khâu ráp thân áo. Như vậy, ở đoạn số 4 này mình hướng dẫn cho các bạn móc vai ra chiết nách vai sau và móc tạo cái đường bờ vai của bên sau lưng áo, sau lưng cổ áo và kết ráp. Như vậy mình vừa hướng dẫn cho các bạn xong đoạn 4. Hẹn gặp lại các bạn ở đoạn số 5, đoạn cuối cùng chúng ta sẽ viền sản phẩm, viền các xung quanh bo áo, gấu áo này, cổ áo, nách nữa. Mình kết thúc đoạn 4 tại đây.